Còn tại Đồng Nai, những ngày này trên khắp các tuyến đường thành phố Biên Hòa được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức sôi nổi, các công trình chào mừng cũng được hoàn tất. Tất cả tạo nên không khí rộn ràng, náo nức chờ đón tuần lễ văn hóa và lễ kỷ niệm 325 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa Đồng Nai. Lễ kỷ niệm 325 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa Đồng Nai sẽ được diễn ra vào tối ngày 28 tháng 12 tới tại công viên Biên Hùng. Chương trình sử dụng hệ thống thiết bị âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu hiện đại, sân khấu khán đài có quy mô lớn và sân khấu nước hoành tráng. Đến nay công tác lắp đặt, hoàn thiện hệ thống sân khấu, chỗ ngồi, khu vực biểu diễn đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho lễ kỷ niệm. Thì coi như là nhỏ lớn rồi, coi như là mình ha, mình là cũng sống ở từ ở thành phố Biên Hòa từ nhỏ tới lớn, nay là mấy mươi năm rồi, thì cũng rất tự hào là coi như là người dân của Biên Hòa được chào mừng đón lễ 325 năm kỷ niệm Biên Hòa. Nhưng mà thấy là thành phố Biên Hòa nó phát triển rất là rộng lớn, mà người dân rất là phấn khởi để mà tham dự theo cái lễ hội này. Kỷ niệm 325 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa Đồng Nai gồm chuỗi các hoạt động chính như tọa đàm phát huy giá trị di sản, hội thảo bảo tồn và phát triển gốm Biên Hòa, khai mạc tuần lễ văn hóa không gian sách, khai mạc con đường ánh sáng giai đoạn 1, v.v. Tập trung vào cũng ở ba cái công viên lớn và cái đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh là công viên Biên Hùng, công viên Như Tử Giang và công viên Nguyễn Văn Trị. Thì các hoạt động, nhiều hoạt động rất là phải nói rất là hay và phong phú, như là triển lãm gốm Biên Hòa, triển quảng gốm Biên Hòa, rồi nội dung thứ hai là triển lãm những cái sản phẩm ô cốp trên địa bàn thành phố và tỉnh Đồng Nai, và cái thứ ba là sẽ có cái giao lưu ẩm thực của tỉnh Đồng Nai. Và bên cạnh đó thì trong cái tuần lễ này sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động. Cùng với đó, thành phố Biên Hòa đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức chuỗi các hoạt động trong tuần lễ văn hóa diễn ra từ ngày 23 đến ngày 31 tháng 12. Công tác trang trí, tuyên truyền, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, chỉnh trang đô thị được thành phố tích cực triển khai.